first time performing in front of so much people. I'm very happy and surprised that I got first place. I didn't expect that I'm going to go to the last round of the competition and be the winner. But this really made me feel more proud of myself. 36 cháu đều xứng đáng. Và tôi cũng nói với các cháu là tất cả các cháu được đến vòng thi này, các cháu đã là người chiến thắng, gia đình đã là người chiến thắng, các thầy cô đã là người chiến thắng. Motivation and commitment to study English to get to a level where you can get this far is impressive enough. ILA là một cái nơi để có thể tạo ra được những cái công dân toàn cầu với những cái kiến thức, những cái kỹ năng rất là toàn diện. I was very, very impressed with the whole event today. This is a speech competition, and to be honest, at the start I was speechless. The ability of the children to give their ideas. Cái kết quả cố gắng của con mình tới ngày hôm nay và cháu được nhận được cái giải này thì chị biết cháu rất là vui, và là mẹ cũng vậy, mình cũng muốn là chia sẻ niềm vui này với con mình.